Ok, ngày muốn dương ban riêng dương sắc xa đó mê riêng thì đó slide thì một phần trăm mà ok dương ngày nay dương to mê riêng dương tiết ngày muốn dương ban sắc xa vì project quality management này dương khơi dương dân phần khai bản tích hà dương khơi project management knowledge area nâng project process group cư miên tình nạn đồng của viên khả nha linh bộ phía hay đảm bây thử project mùi bàn chụp chế dương thời gian đăng kỳ process ngon nâng hay dương khơi rương phần khánh đã output vì scope time mà khó hay miên ngon nâng hay miên document nâng hay bàn quality bàn quality bàn này em muốn dự bàn xa đi chúng muốn nâng chặt đám to tiết trong brief ở bộ tiết để cho nâng khe open khe bây giờ mở thì họ crown được chọn đấy nhé share screen chúng tôi screen được share thằng ok nhé ba con khơi ba những bước này khả năng này cứ dựng khởi nhau cứ cách xây dựng ai thí dựng từ kịch bị quality hay đi khả này cứ chỉ khả study mỗi được khả năng mới điện tìm bằng bay cứ project quality management nâng sự phơ dựng ai thí project management dựng khởi nhau khả năng cả này sắc xa này cứ kì dây bị cầm hôn thông mùi là chạy chạy bạc khà bếp tháng 5 bếp tháng ấy tháng ớt ấy cộng hôn nâng cư gọt bàn chuồn nè expert mùi nè tìm bạc xa nè chùm điên tìm bạc xa mùi vì cộng hôn đọc dụng bò nâng ở đặc nôm project ở đặc nôm project còn ở project mùi đang tập đẹp develop system mới hạ thả executive information system EIS nâng đang cầm ca nghiên nâng miền tàng cư kỳ dừng dây thả internal resource khi miền programmer nâng analyst develop mùi nâng cầm hôn xe xe tiết nâng thu develop nè several company executive thu develop việt new system ở đây nè product là cầm hôn xây xây thiết đã biết phần nâng application nâng application nâng cứ ban đây thang kia provide web based provide web based nâng hay user friendly access provide web based user friendly access nâng rồi về đã ở nhưng khởi thà cầm hôn nâng software nó bị ắt ban đôi ở vậy đại kỳ phân tục ban đại than đại bây đại prapra nó cứ miền bánh hà tràn cát lắng thì mùi dứt thì phí access ban thì bây trình report error mình vì report bị ắt kia consistent nè chẳng cứ miền bánh hà chẳng đầu tiên miền bánh hà chẳng thì chuyên complain cho đàn chẳng cầm hôn bán xâm lại chất nè the executive sponsor of EIS trái ca đọc sài bánh hà nâng chưa bằng toàn chẳng hát có xâm lại chất chuyên expert nè đã tiện tông nâng quality đọc sài ở bánh hà nâng kinh khẳng cài chỉ nè đã có đăng rừng để tạo cho nó phát project nhưng hãy có ớt corporate cho mùi nâng Scott Daniel của Scott Daniel còn là lead nâng lead team nâng people from both medical instrument nâng company nâng own firm identify resource quality that led to issue ấy cho mùi nâng cổng hôn có trạc cao đọc sài ở lươn chưa bằng toàn chẳng dừng cần việc đăng học hiến cứ system information executive information system គឺជាក្រុមហ៊ុន software មួយដែលក្រុមហ៊ុនគេគ្រប់គ្រងបរិការពេទ្យ
tới cầm hôn trên xe để phép bọn nâng đi lọc chẳng bị phê tới cả là dừng dây bị IIS khi tôi đang tập học liền. Ok, chẳng dừng nghĩa mà mơ to mê riêng dừng vĩnh dừng to mê riêng dừng muốn được đo slide tí mà phải pram. Chẳng dừng khơi mơ tool trong việc là dừng dây bị tool là muốn dừng dây bị tool cost ai này phải nhí khơi nó học nhí khuôn khơi slide trong học nhí ba chẳng dừng khơi cost ai này phải diagram nó cứ được gọi dừng ai hai tha Fishbone rồi có Ishikawa diagram. Cứ ở nâng kia dừng bản đại thái viên rô à hẹt đại bác co ở miền Pánh Hà. Chẳng thì họ đôi chìa thì họ mùi nâng kia bản đại thái à tên thì chúng con bản ai ạc xe tới các nông system mùi network nâng coi bản ai ạc cho tên system bàn. Chẳng vì ai chúng ta là ai bảo bì cột click password cột vô thông mà đá được trong system mùi mùi kì miên kẹt nền đi đầm bầy ở chỗ bán như hai thang account kẹt nền đi cứ account đầm bầy ở chỗ rưu mùi có password đã kia xa nhỏ cột nâng ai password đã xa nhỏ cột nâng mà thật kỳ đã tới cột tới đồ viên mà mình chẳng tới việc expire nên hay còn ăn bán đố thời miền Bắc Hà mua rưỡi co còn click password còn có chị ai cái này ai cái đằng đó ok chẳng như khơi nhờ rút đi tầm nàng đấy cứ chia sample và cost and effect diagram rưỡi co fishbone diagram rưỡi co Ishikawa diagram Ishikawa nó chuyên chuyện nó cứ một chuyên chuyện chuyên bồn nhưng mà nắng cứ hết đấy cứ đấy cứ à bay bồn đấy chẳng còn như đấy non như đấy cứ chia bánh há bạn đấy ta để còn thì chuyên còn access network bạn bàn hay là đấy cost bảo vía cost này để thằng tôi tồn đấy bạn đấy về bạc cò chúng cá bị ai bảo vía cá bằng tiền nên mình bàn cho bàn lót chẳng bị ai thua con mình ai cho bàn nên cái này user did not check box to save password user keep forgetting password. Play chẳng cho mình bán là play password. Because user did not reset password. What on? Bên cái đạo ta có reset chẳng bị expire. Nên chẳng đấy. Rồi có ai bằng co đòi system hardware và hardware bị abnormal. Rồi có bị cứ tươi sai là nâng vì chỉ có mỗi đất vừa ở chỗ nền vận mặt bàn này. Rồi có software dừng out of date rồi có bị abnormal là mỗi rồi có bản đào một cái hardware để xây thì họ đôi chia processor too slow not enough hard disk storage then not enough memory lặng nó có ai khó đã thua ơi mình ai cho network bàn này nè chẳng là ổn đó là hết phó tôi nó là nó cái gọi là cái hải thả cost là vì bằng co ở phó phá phó cứ cho một bàn nè ảnh nó chẳng thu những cái ai dùng một bạp ra đã bây solve problem ở tụi tôi bán được cung thiệp của các bạn ra thì ai cho tập ra lại sẽ trả tiền à thu lần thì những khơi đi một tiết những khơi nhờ đấy cứ cả trả tranh một bộ lực tại thôi project những cái con thương toàn cho có còn tranh bạc anh chỉ bán hà môi chẳng possible cost of start living before the end of project đấy vì ai bắt phong là sa mà chỉ thà bắt được thàn cá nghĩa mà đừng mình thả cá rưỡi con hay chỉ thà xây để còn biến rưỡi con bây mình bây về thôi tới là bộ đáy gì đó về thôi tới bây mình trơn chấm liền bọc cốt nè mình trơn chấm liền bọc cốt cốt còn liền chụp bẹt đạp lớn ấy rưỡi con cốt mình phân chất tại sao cả ta xem như bánh hà phải chôm rư ca tự thu xoay lặng lặng
rồi có thẻ trong nâng trả bí vọt rồi có phòng giáo cháy cháy và tích bếch với con tình chất. Ở đây sẽ chỉ cả ta đã bằng co ai một lực liền cho nên cái là cost and effect. Cost and effect cái là cost tôi những việc effect. Đối chí ăn trầy những việc. Cái này dùng focus tới lưu ta chỉ ăn con ấy và nâng là dùng phép mua ấy nhưng hộp sạch tới bị chạy lại chỉ ăn người. Nó bị chẳng đó. Trong bài học fishbone diagram rồi có cost and effect diagram. Nhưng mưa này mới tiết. Bây giờ phó này mới tiết nghe sử dụng thế này. Anh ấy là product quality not matching the requirement. Chẳng hạn nâng vì ai bằng co tí muối, ai bằng co bằng phim nữa. Nè, anh ấy worker tạ tịch, phê tịch. Worker phê tịch, phê tịch. Anh ấy thà thư ca phải lên bà lòng. Lực được cao và lên bà lòng mình vô chất tức đặc mình phải gọi bạc chìa lake of training bằng thà ca vật hát mình đập đò chẳng việc thôi ở quân hợp hiệp nâng có vì thật lại cho họ bắt quân hợp hiệp nâng việc bà có nâng việc bà có thôi ở quân hợp hiệp như lô đào nâng chẳng hợp bạc như hát phó hát ổn nâng việc bà có ở quân hợp hiệp thật lại rứ có cả ta process ប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺបានន័យថា not enough research and development បានន័យថាមិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងរៀបចំ process បានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវឬក៏អាចមកពី operational និង manufacturing method វិធីសាស្ត្រមិនបានល្អអីធាតឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងនេះ equipment ដែលមិនបាន support ពេញលេញទីហោ low maintenance មិនបានថែទាំដិតដល់old technology ប្រប្រាស់ old technology ដែលធ្វើឲ្យគុណភាពមិនបានដិតដល់ improve improper handling ណាការទេពីមួយទៅមួយមិនបានដិតមិនបានបត់ចប់ហ្នឹងក៏ជាលក្ខសិតហេតុបង្កឲ្យគុណភាពធ្លាក់ចុះហើយ material នេះសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងមាន delay in arrival delay in arrival កាលមកមិនទាន់ពេលវេលាចឹងពេលវេលាការធ្វើមិនគ្រប់គ្រាន់ឬខ្វះមុខខ្វះក្រោយលក្ខណៈឡើងហើយ low quality of raw material គុណភាពក៏ទាបណាហើយទៀតគឺយើងមើលអានេះយើងតើតោងនេះ environment ជុំវិញគឺបែបណាបែប working condition គឺ environment working ដែលលើមិនដែរហើយនេះ management low commitment to quality គ្រប់គ្រងនឹងមិនបានបដិញ្ញាចិត្តពង្រឹងគុណភាពអញ្ចឹងអា head poll មួយមួយនឹងវាបង្កឲ្យគុណភាពយើងធ្លាក់ចុះអានឹងគេហៅថា cost and effect ណាចឹងគេរករូតខុសវាអាទៅទៅជារូតខុសមកវាអាដែលវាបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់គឺធ្វើឲ្យគុណភាពធ្លាក់ណាបាទបើមានសំណួរអីបងអូនអាចបើកមីក្រូហ្វូនសួរគ្រូបានខ្ញុំនិយាយតបទៀតយើងឃើញយើងមានធូបផ្សេងៗទៀតនេះយើងឃើញ control chartcontrol chart ហ្នឹងគឺជា graphic មួយជា graph មួយដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ control កាលណាយើង control អា process នៅក្នុង range ណាមួយប្រកបជារបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញកាលណាគេប្រើវាហ្នឹងគេកំណត់ដូចខាងក្រោមនេះគឺទី1មាន process in control និង process out control អា process in control ហ្នឹងគឺអាថេវា variation វាប្រែផល process របស់វានៅក្នុង range ដែលយើងកំណត់ហើយ random what random event វាបើកាលណាវាអៅអស់អាហ្នឹងគឺគេអត់បាច់កែទេតែដល់ឡែកបើអៅអស់នេះបើ process in out of control បើ in control អត់អីទេតែបើអៅគឺយើងត្រូវតែហើយលុបវាចេញអញ្ចឹងណាបាទនេះឃើញ graphic វានេះនេះអានេះ graphic វាគឺនេះ range របស់វានេះអានេះអានេះវាគិតជារយៈពេលវានេះអានេះ time អានេះ
trong công việc nam bộ như anh sẽ lấy limit để chúng ta phải bảo đúng level bảo như vậy vì anh ấy khi in in control dương đi upper control limit đập pi cái zone bốn trắng hay đập pi anh ấy lớn bằng lớn pi đập pi cái zone bốn như tất cả những lớn lớn tất cả bài cái này in đó level bảo như vậy đấy những bài khác tới tại ác trả về level specification specification nè limit như nắng thế đi lớn lớn đập mùi mà trắng như tất cả ác trả về anh ấy cái hai tha control chart nè control chart mới tiết nhưng mà anh ấy chạy xịt thì ai chạy xịt rồi thọt ly xịt nè thọt ly cứ là cục cục mùi mùi nó khai thọt ly anh em những trường hợp cũng làm lại cả hai giờ đây graphic anh ấy cứ trường hợp liên đang statistic đi xem trong review tích tích đang vĩnh đang bây giờ đang thả đang giờ giờ một prát prát đang bây thì đi thả cả chạy monitor nó control quality dương thế nên ta về comply ban đầu để lo cho tập vậy để chọn bàn những cái chạy gì nó đã bị đằng từ chạy ní ở đây chạy xít nhưng hay chạy xít rồi có thori xít rồi có chạy lì ní dài hai bàn chấm những cái para viết ra phần mẫu đằng bị phía data thì họ đôi chia lơ lửng tảng đi nhưng mà complain system complain thì thường là không EIS mà những executive system nắng dương khơi miền đi complain nắng dương kịch mà sập đá chan kia bột hoa sọc xa gật tích một ngày nắng dương sự kết khơi miền tạm được dạ email tạm được dạ tích đi instant message tích đi kia thì họ được kia messenger rồi có Instagram rồi chứ à sài lực rộng hôn kia ăn nhạt ai chỉ tu tới kia mình bao kia anh bê kia nâng gần nó để popular để nó để viết stable bây giờ đi chơi sao sao bây mình email mình text instant message nhé, phone call, chẳng như khi là ngày chán nó mình send email bấy, text đi mình đo từ tổng bờ, đo về phone call mình là mùi, chẳng riêng mà đo ngày kia này mình email buồn, mình text message buồn, nâng phone call pì, được kia đi và nên sẽ đi mùi riêng kia màu trắng đọc phê sở rộp mà tính như khơi email miền đọc phí cách message ní miền mà phê bằng bốn ai phone call miền bằng bầy chẳng bê lơ chạy đi nắng dương ai xăm thàn bàn thàn nông chẳng nào nè complain nắng cứ mostly ở thể chuẩn pra instant message nè text message xăm màu chúng lơ phải là những cái đằng chúng cái increase instead of để chạy mail chạy ấy nó cứ kỳ rồi mà ơi nè mưa tạt mình sẽ cho bạn trả nó bay chạy to và toàn tiền nè đằng chúng chứ nó là sao bảo việt là bay thì nhật bản nó còn kịp sẽ vào bao nhiêu nè những cái đây bảo việt chẳng những cái phải chạy sit rồi có thori sit rồi có chạy đi một thứ hai là scatter diagram scatter diagram đấy cứ đọt như này nó cứ dương miền anh ấy cứ cái thu mũi sẽ đạp bị phía lấy từ nhận thân đoan là viên ATP mũi cái là lưỡi OX mũi tên lưỡi OX hiện đang là OX axi nâng OX chỉ ọt đơn nề cái dùng plot về tới dùng cùng về tới one variable plotted on the horizontal axis đề những nâng mũi tiết là lưỡi vertical axis chờ ổn rồi đấy nhé, ổn rồi này. Ấy, cái data nó bị close, và nó bị cái bài tẹt trong tại nó cọt trung, để là những cọt trung này đi biến á, nó cái tha variable nó cứ tẹt trong thì là thị biến, này, anh ấy những khơi sự kiện mới đi nên cáp bên chất para bỏ tẹt chuôi nó đưa sẽ vào mũi những bên cáp bên những anh ấy thả scatter diagram đi giờ khơi mình được ở dụng 30 cho năm khi tôi tới này khi nó satisfaction rank này và này thả phân chất là cả pra nó đang không rating với nó
thì tu tới nhưng mà mình đây là dùng sạm sập ní còn pin chất nâng cao prapran này clock delay bao nhiêu này thế này bị buồn này buồn về pram thì mình bỏ xin trả nợ nợ sạm sập này tại đời lại được cha anh được cha có pin chất thì có ở che prà nên có áp sáu chất cho mua vậy này cho nên đi về chập đến đây thì đi về lại buồn o này đi về click clock mà đến bận thời gian dụng sạm sập này thì cao prapran này và nếu như pra scatter diagram như read về chẳng mua tiếng mơ histogram histogram có chiếc bar chart hay là nâng viên rõ với frequency bảo viên nhận đăng frequency đó và với number occur occurrence đại là hàng frequency nhưng mới không limit statistic nhưng miền này khác limit statistic nhưng miền frequency nhưng miền min nhưng miền mode nhưng miền median đó nâng chẳng là dùng giờ frequency mà gì nữa mà chẳng draw bảo vía cứ dùng khơi nhà na frequency bị cố chứng kê bằng hạt phần vía dùng cái bên đi cứ dùng khơi complaint là cái nông executive information system nâng each week chẳng là nâng biên sập đá tí mũi sập đá tí phí sập đá tí bấy sập đá tí buôn sập đá tí phám sập đá tí phẩm mùi và đây là number of complaint. Chẳng như khi nhau sắp đá tí mùi này frequently complaint này nè. Tạm ấy cái đó dường hẳn thục khăn này chẳng đôn complaint. Chẳng khi sắp đá tí phí này chả ơn chiêng càng sập. Sắp đá tí bấy này dường ai phòng bái chẳng không sắp đá tí mùi tí phí tí bấy dường ai sắc xa đi theo tiết mà thà phổ phết sở vĩ ấy khá là cái complaint miền phẩm an sở vĩ dường ai mơ đàn một tiết. Vẫn đi dường mơ chìa ruộm chẳng chẳng kỳ pra nâng kỳ ách bỏ bán thà nông mà tích nông bỏ mùi sạp đá để kỳ ổn thơ nâng kỳ khơi biến sạp đá tì pi ní complain chả ấn sạp đá tì pram tỏ mà sạp đá tì pram hơi tỏ mà tớ riêng kia hạp hai lần kia nâng kỳ ách xâm thán bán chân chẳng kỳ khơi chẳng kỳ xua xung nua xua ta biến bánh hải nâng sạp đá tì pi ní nâng sạp đá tì pram biến bánh hải cát láng đó nì khơi vì sạp đá mùi tỏ sạp đá mùi hạ đôi cho mình thòm thòi chẳng hạn cái ai question xua ta hay ai vậy nè một chi service quality seva chẳng hạn cái ai improve cái tam vậy nè và đăng ký hai tha histogram để tạo nên executive information system đã provide đòi cầm hôn chạy parika về plan riêng access system pro của bà access việc down nhập lại lần người tiếp chương hai lấy những thà pato chart nó cứ chia histogram đấy histogram có phần tai ai cầm not nâng attribute problem nó không được bằng nào mùi đại viên biến attribute chân chúng cứ bạn này tha khi cầm nón đi have you identified the vital shoe bạn này là bạn hà tích mấy tại việc thông area nâng là vital shoe nó contributor for account for more quality problem in the system nâng cứ sống khăn là nâng đấy bạn này tha vì tách túi cái phần đơn cả là biến cứ system hành và đàn tự cả đi rồi có cái anh dây tha ở phía apparatus nó cứ series này ba sau đây này ba chart ba những đấy thì cần xì bao biến đó đây hai bao biến reflect the frequency or impact of problem à na để cố chứng kế về reflect lắng chứng kế ba rèn thấy ba nó liệt chạm pi phù một tiệp pi sâm từ ở pi chuyển từ sâm pi chuyển từ sâm bây giờ khởi graph với chứng dương ai category về tổng bài trên chia represent by the bar or the leg relative more significant là chuyện kia đang vì sầm khăn chia là sơ đam và để tha bằng hai cái biến sầm khăn chia là chuyện được buồn anh cái anh giới thiệu với cái anh giới tha Pareto chart nó 80% rule bên đây tha 80% of problem nó often due to 20% of the core mà đây là một phần về rồi những việc tịch mấy phần area bảo vệ những việc bảo co phản hạn cho là gì kia nhiều mức graphic những dường
Okay, ni 80% ni nak nong inform executing information system the open cache yang jay mana? 80% ni, ane, we mentua system panjang ni. Ane acara ni kepentai, amui ni, tampai 100 kepentai panjang cover. Bani tapi ber login atau show phone termian aja neng on. Karena login show, mi report mau bina, mi system error mau bina, admin ni, terus ayat kan. Tapi bawa ni show. On thứ bán cái phần tay vì con error chứ error đi phần mơ bán nâng chẳng hạn bán đi hạt hạt vai thò chu bán đi thao viết thông bán hạ bà co đã nâng và đi trivial money bán đi thao viết tốt tốt viết bà co tích tích bà nâng hạ thật phát là tốt chạp nhưng anh ta phát về bán đã bây bình đất bờ chẳng chừng bây giờ dưng mà nấy như tôi đọc sai bán hạ đi chi chân bóng quality bà dưng ai thi đi chân bóng. And the frequency we can mean number of complaint this week and communicate ចូលរត់បានច្រើនណាស់ចូលរត់បានចាំ system នឹងគឺគិតគូដោះស្រាយលឿនបំផុតហេតុអីបានចូលបាន វាបកមកពីអីខ្លះណាស់តបមករៀងគ្នាមកតបទៀតអានេះវាអាចដោះស្រាយក្រោយបានអានេះគាត់ថាចូលបានវាអាចគេមានបញ្ហាតតទៀតមកបានអញ្ចឹងយើងដោះស្រាយបន្តទៅឲ្យចូលបានសិន okay nên mình បញ្ហា អាច được đại an đây bạc má sùa và một thứ vô tờ tiền mới đây cái hình cái flow chart cái flow chart đấy khi dùng clock đăng hay flow chart clock para hay và đây thay dùng sẽ algorithm nó dùng draw flow chart làm bài một trong draw flow chart đấy thì logical nó về miền logical flow chart logical flow of processes, logical and flow of process. And the main process in logical chain, decision is like that. The Colombian mean process can be improved. They show activity, decision point, and the order of how information is processed. A flow chart, we just take a move behind with data from where the people put same amount to see pattern emerge of your job. Example như mưa thì hò ní flow chart để mưa decision deliverable acceptance testing request và tại chuyện request muối giờ mà mưa chat route to appropriate decision maker và chat mà bảo vệ accept chứ chẳng sai nhà approval decision and then inform to requester chung thời otherwise no document required to additional work cái này nâng nhé anh đang cứ chia flow chart chúng ta bảo vệ một cơ thể thì quay trở lại chuyên một bệnh anh xa cái lúc một tiền nhưng chúng ta trở lại chuyên bệnh nắng như kia nhưng ta phải lâu chát là bệnh phi dân cái nào dương tăng anh nắng dương ai cho mưa khơi cái nào bị ông mà tham vô máu thì chuyên là chỉ thắc bệnh ngày process chọc và tham vô ở ban bệnh ngày đó kế dương mưa thì chuyên complain dương mưa thay bị stuck đây cái loại nào chẳng như khơi nhà process flow nó dương ai đang thay bị stuck đây cái loại nào bạn chẳng như improve về đây nè mới thiết rắn chạt rắn chạt đấy cứ chín láng anh đang chín láng láng chạt graphic nữa đại bảo hàng data point plot in order to occurrence đại cắt láng đại việc bảo hàng pi data tam lần đập lần đầu đại cắt biến đại bảo hàng để lừa để process pi p và liên pi p mũi tập p mũi trong biến biến đại khả năng bệnh rồi đào nó vào đây vào rồi nếu mới chat dương dương thì hai rắn chat thì hai rắn chat biết biết hai rắn chat rắn chat đang việc hàng dương như thế này rắn chat đang dương khởi nguyên complain như thế này number of defect error nữa dương khởi nguyên khi consider bị khai January là hồ là December mà chưa nắm anh ấy chỉ hàng bị khai đi mũi đi mũi bà dương bơ bánh hát cát miên đằng bay hát đi phạch bòn đi phạch thu đi phạch xì nâng dương khơi à đi phạch thu nè cái cát miên là khai mũi làng là phần nâng hốt máu viên trò mà tích viên làng bán đây thăm mình bán đọc phải tâm trời lấy lấy
Oh, sum tuk nhầm đi khó. Defect bond này, defect bond viên grow này. Cả miền này grow lãng là hô defect bond. Lại lại defect thú viên draw. Defect thú đi draw. Draw màu bản đất bánh hát thôi. Vẫn tại defect 3 này, vì ọt thì vì can cho, can cho, can cho, can cho. Chẳng cả nào dương khơi nhà nắng bỏ dương chi manager dương đã khơi sân bản. Ở đây bạn chỉ bánh hạ cát miền là defect 1, nhưng mà defect 1 sẽ chế tầm miền mà thật complain lột access cho internet cho bàn thì họ defect 1 access cho network ở bàn. Chẳng miền là nó đó sai ở bộ cán bình tìm mà khai tầm khai khuyên cho cán trong miền bánh hạ hay là mình phải những số đạt tệ chuông số bài chết để bộ tăng bị khai mẹ ra màu bánh hạ hay chỉ cán chẳng chẳng dừng khi mà nó chớ dự tận đăng dự tận mơ thì mưa nó tự đọc sai phim nó để ấy à bỏ tí phí nó vừa drop tại drop của mình bạn có mấy đến một chạp khai khai tầm bay tới stable bánh hà đại bên là đọc sai to tiền lại à tí bay nhé chọn lang chọn lang chọn lang chọn lang chọn lang chọn bán đất hà nhạc thế cả nó miền bánh hà khai đi chọc khai đi lang khai đi chọc khai đi lang chẳng trầm mưa hay phó nó bán trầm trầm nè toàn đó nghĩa là chẳng traffic cái chat anh chạy run chat nó đi chu lên nó chẳng bên nào cũng prao run chat bên nào cũng prao blog bên nào cũng prao chat auto nè ba đi tiếp tục nưng chat để chúng prao ưu tiên chúng bơ đi chúng dây pi size call sampling statistical sampling nếu việc tổng năng population như khơi nhá nhưng liên statistic những đẳng hái như à population bổ sung những việc tách kỳ do tổng ấy thì mà chúng sáng sọc sạc xa thà ta khi dùng liên những dồn việc mạch project management chứ khi hạ sập những việc ai cứ sample tổng ở đây là population chúng hạ sập do tổng việc tách mà rồi được cầm chẳng thức kỳ ai do phần năng phần tại bổ sung chỉ population viên large nè là dự universal việc thống chấn kỳ ở đại giới tổng thuê thì họ thà dự chọn đăng thà các cầm nền chỉ chuyên được khả năng có thể cam được chiến nhưng có màn phía rồi chẳng chứ mà ai ta giới tổng thì dự sample dự dự bộ phụ nẻ miên, bộ phụ nẻ mật chung, bộ phụ nẻ gây cro tất cả nằm bọn dự chung random chạp dự population dự nâng cứ dự dự sample sample lúc dự tầm nàng ở population nè sample tầm nay population ai size rồi tầm hôm bỏ sample nó cứ về size nè how representative you want to sample to be nè tầm nay anh nói được vùng gì mình chẳng ai chỉ tu tới miền đông buồn nè đông buồn nè nâng nè à là thông thông miền đông buồn nè bắt ta trong xâm nó thì tích nhận đông buồn nó mình bên tầm nay nói tu tới cho vô bán nó về size đấy nè sai lưu bộ phết này cả sai chiêu bao dương đừng để những rồi vô sample mà prà nếu có vô prà prà viên nè bạn chỉ tụt tới ai thí ai dân prà bạn sample size small nâng zone viên phải prám cun nâng certainty factor acceptable error ấy được thì sai cun nếu dương mơ certainty factor nâng nếu dương mơ design nè design certainty nè bạn ấy thà การสมรชิดบันทึกทางโยอาตันเต้กายสปรามเพริ่ยบันทึกทางจึง accept error มันบุญตันเต้จุบันโลกายสปรามเพริ่ยบันทึกทางไอข้อปรามเพริ่ยจังอันนี้ acceptable error มีนปรามเพริ่ยจังแต่ไม่รอวิ่งคืนยังยังไอแกนี้ต้องยังคืนเลยนี่โยอันนี้ certainty factor นี่คือบุญเวียนบุญดำบุญนั่งใจเอา acceptable error ปรามเพริ่ยปรามเพริ่ยมันยังคืนนี่còn nó cho kia mười cụ thể là mười vô nó cho kia phần năng mười đi cụ thể là mười ta có lao anh râu thì mũi đi bao giờ nhầm được xây đi nhầm thả đã mà nè đi nhầm đã thả sample ấy chẳng hạn nó viết smile
25 mấy rục môn với số 25 chẳng nè đi ạ con nâng vùng cho mắt sở thân tì phạc tơ lý mắn mùi kì biết vùng bùa rồi học sắp trai ấy nhưng do cái sự phạm phía rồi chẳng error acceptable error dưỡng thảo sọ phạm phía rồi chẳng sọ phạm phía rồi cứ số với số phạm mềm mến nè con pi chạy mà khơi nhé đi bây rồi tại buồn khơi nhé xem phó xài đi đôi khi nhớ đá à, tí, ní mà nâng sâu thì em phải phạm quân nâng quý cho tụi mùi rồi xài phạm chạy ơi anh đang biết nhưng accept certain việc cắt đọc cái số phía rồi chẳng ai đâu biết đọc phía rồi mềm mềm việc đọc phía rồi là xong số biểu mùi quân pì anh thường mà học pel tại sao đi rào áp mùi thấp học bầy anh đi cột đôi khi chứ là rào thì bấy thường mà số biểu phải bám quân áo mùi bia pì bẹt mùi chạy áo anh đi về 50% chẳng acceptable error mà 50% chẳng số cái pi bài quân pi khi khi mà đọc vô lớp học thế phần này ba là ba rồi anh vô lớp mà thì ai đó xem thôi anh định ngay đọc thì nhưng như to tiết bởi dân chùa là năng hỏi nhưng mà đi sigma sigma cứ chỉ thôn một tiết đã kì pra xâm đạp rút bình đập process bỏ bỏ check rưu có con được hiếp bỏ bìa nè chẳng mơ sigma dùng đầy vía cứ comprehensive and flexible system for achieving sustaining and maximizing business success. Nè, chẳng sigma cứ chỉ system chỉ thôn mũi đã vì mình phép bắt bàn anh đang thôi ở căn in hàm đó anh đi comprehensive bạn đi thập việc phá xa là comprehensive anh biết việc phá xa là nè will all anh ấy tự lùm thông tự lùm tự đi về phát xa là o về miền phía bắc bàn nằm bây giờ thu ban này để system for achieving nằm bây giờ thu ban thì quân phía phố miền state of phía cái mạng gì mà ấy đi đang cùng dây phía tết bàn mà về chụp chơi được cả phố nữa chẳng sigma nắng sigma cái pháp hiện sigma nắng cứ chỉ unique driven by close understanding of customer need đây là tệ thì chuẩn gọi trời cá thì mỗi cứ discipline you of fact bây giờ anh ấy cố cá bây giờ discipline mà này thà tăng rắn việc bỏ thực cá ấy thì tệ trong data statistical analysis tệ trong statistics division attention or to managing group growth ở đây thảo ở đây cứ division attention to managing ở đây thảo trên đây chỉ cáo về đó một cái group growth improving thừa ở xa láng nâng reinventing và protect làng quýnh cáp phía business thật xây này oh. Nâng cứ Six Sigma lẹc nạp đi xe vào mình xong tục mục tiêu chẳng bớ basic on Six Sigma mục thang cứ bảo viết cứ cột đau xong rạp Six Sigma thì bạn này thà được target for perfection or action nó cứ
achievement របស់វា no more than 3.4 defect per million opportunity បានន័យថាបើកិច្ចការនឹងប្រជុះមកមិនលៀនខែហ្នឹងគឺវាអាច error វាអាចមានបញ្ហាតែ 3.4 នេះអាហ្នឹងគឺ six sigma អញ្ចឹងបានន័យថាវាល្អឯងហ្នឹងហ្នឹងវាល្អគេប្រាជ្ញានេះខ្ញុំកាលខ្ញុំធ្វើការ telecom ខ្ញុំប្រើដែរនៅឆ្នាំ2010-11ក៏គូប្រើគូចេញមកពី2011មកឥឡូវក៏គូនៅមើលវាខ្លះខ្លះដែរបាទនឹងវាល្អបាទអញ្ចឹង the principle អាច apply ទៅលើ wide variety ណាទៅ process ផ្សេងៗបានទាំងអស់ណា design and production of product ឯការរចនានិងការផលិត product help desk or other customer service process ជួយបានណាហើយ six sigma ហ្នឹង project normally follow a five phase improvement processហើយផនវាយើងឃើញ project management យើងមាន5 process ដែរគឺ initiating planning executing monitoring control and closing 5ណា5ដោយឡែក six sigma ក៏មាន5ដែរគឺមានគេហៅ DMAIC នេះគេហៅ DMAIC អានថា DMAIC ហ្នឹងណាហើយនេះគឺ D នេះគឺ stand for define ឬ define the problem opportunity process និង customer requirement ហើយ tool ប្រើប្រាស់រួមមាន project charter requirement voice of the customer data ឡាហើយ measure នេះគឺ define measure អាហ្នឹងណា matrix អាគេនេះវាត្រួតនឹង in term of defect per million then collectcompile and display data ហ្នឹងគឺបានន័យថា metric control ហ្នឹងបានន័យវាពន្យាគុណភាព analyze ន័យថាវានេះ recognize នេះវាពិនិត្យអា process លម្អិតណា to find improvement ណា routine ហ្នឹង routine process ហ្នឹងបើនិយាយទៅពិនិត្យអាហ្នឹង control ហ្នឹងវាវិភាគលើចំណុចលម្អិតដើម្បីរអាធ្វើម៉េចឲ្យឱកាសវាទទួលបានល្អច្រើនបាទ seek root cause of problemដូចស្វែងរកបញ្ហាដែលកើតមានដូចយើងរត់ខុសមកយើងរកតាម Facebook តាមអីហ្នឹងយើងរកហ្នឹងវារករូតខុសហ្នឹងបាទហើយ I stand for improve ហ្នឹងគឺ generate solution and idea for improving the problem pilot test the solution អាហ្នឹងគឺ improve ធ្វើម៉េចឲ្យវាកិច្ចការហ្នឹង process ហ្នឹងប្រសើរឡើងណាlike control នេះគឺ track and verify the stability of the improvement and predictability of the solution អញ្ចឹងយើងមាន5ហ្នឹង process នៅក្នុង DMAIC ហ្នឹងណាយើងចាំមើល next ទៀតយើងឃើញ compare វារវាង process នៅក្នុង project ហើយនឹងនៅក្នុង six sigma ហើយបានគេហើយបានយើងនិយាយថា six sigma វាល្អសម្រាប់គុណភាពទីមួយគឺ we require for an organization wide commitment or all level បានន័យថាហេតុដែលបានយើងថាវាល្អដោយសារអា six sigma របស់យើងយកមកប្រើប្រាស់វាតម្រូវឲ្យគ្រប់ level នៃក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺត្រូវដឹងត្រូវមានការបញ្ញាចិត្តថាធ្វើទៅទាំងអស់គ្នាមិនមែនធ្វើតែបុគ្គលិកមិនអត់ធ្វើទេធ្វើទាំងអស់ហើយដើម្បីអាហ្នឹងបានគឺបានន័យថាវាត្រូវការ training មួយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងឃើញកាលណា training ច្រើនវាអាចស្ពិនដែរក៏ប៉ុន្តែ quality វាខ្ពស់កាលណាមនុស្សយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាផ្ដល់សេវានិងការធ្វើកិច្ចការបានល្អណាអញ្ចឹងវា huge high quality good and service at lower cost ណាទទួលបានផលច្រើនហើយគេធៀបអា level ហ្នឹងទៅនឹងការដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកយល់នឹងការបង្រៀនហ្នឹងមិនបង្រៀនលេងសើចទេគឺគេធៀបទៅនឹងការដូចតែនេះគេថា training follow the bell
system of karate ban nei tha nea pon aing mue nea đeng hat bay hat bay karate hat ay nung khu laung laung a đeng phoan a laung khsae khvat nung a nung men men che sa samai laung ban nea nung tu vai vai prakat kia tam khbaich vie na tan suon ke vai ngop a laung ruoch ay na chang training dai follow a nung ban nei tha tang rang mot chot ban nei thania tha nea da chou ruoch me che đây chẳng hay lớp phần năng tiết là six sigma nó về organize six sigma organization have an ability and willingness đó là tập hiệp năng chẳng tệ bây sum rob sum rule tới năng objective đã cắt thoi error năng getting done faster tới ở lươn miền miền cái đất này phải đất nâng head power trần trần focus on the big picture and minute detail đấy bạn đi thà big picture bạn nên mới từ đầu cố đau hay nâng thua cái càng bạn thua ở thể chuyên happy nâng make a lot of money increase improve hay mũi tiếp six sigma nâng cứ we had operational philosophy ជាទស្សនៈទៀនរបស់វាគឺវាសំដៅ focus ទៅលើ customer ប្រតិបត្តិការនេះគឺ focus ទៅ customer ជា goal អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអតិថិជនសប្បាយចិត្តកាន់អតិថិជនសប្បាយចិត្តគឺគេចាយដូចយើងអត់ខ្លាចទេបាទនេះគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់ Six Sigma ដែលគេថាវាល្អសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការ control quality biết nách ngon lại đấy, rất biết tốt ở đây nhà thu thay nhà nó xịt xịt má nó kiếm lọt trà dù đã, làm bàn trên bên trà nữa, nhưng mà cà phê trà này là Motorola cột cả là năm 80 cột earn bàn hộ đó tới 4 đọc billion, serving đã cột trà trà này quốc chế này Nhật Bản này, cột trà trà xịt xịt má nữa. Hay សម្ព័ន្ធភាពអ្នកក្រុមហ៊ុនមួយ Signal and Honorable នេះគាត់ sell របស់បានដល់600មីលានក្នុងមួយឆ្នាំដោយកាត់បន្ថយការចំណាយនិងការធ្វើឡើងវិញនៃផលប៉ះពាល់ដោយគាត់ប្រើប្រាស់ Six Sigma នឹងដែរជាដោយ election នេះ electric នេះក៏ចឹងដែរគេប្រើប្រាស់ Six Sigma នឹង to focus on achieving customer satisfaction ដើម្បីទទួលបាននៅការសុខចិត្តពីអតិថិជននឹងចឹងມັນមេគាត់ check វិញគាត់អើចអ្នកដឹកនាំទាំងអស់នឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីប្រើប្រាស់ Six Sigma យើងមើល Six Sigma ក្នុង project management ចុះ set នេះចូលណា state ណា all improvement stateណាតំណាក់រាល់តំណាក់ការទាំងអស់ហ្នឹងបាយ project ហ្នឹង and in no other way បាននេះថាគឺតំណាក់ពី phase មួយមួយហ្នឹងគឺត្រូវតែ care ហើយនឹង improve កិច្ចការហើយវាសំខាន់ណាស់ដើម្បីជ្រើសរើស project carefully and apply higher quality we are make sense company that use Six SigmaDo not always boost their stock value. That is experience. And minimizing the effect cut the toy error. From hot goal. The kind of problem is that you have to make a product. Each organization is making a product that no more want to buy. When I take you on the cutting, Michael Harry put it in, I could.Genetically engineer a Six Sigma God but if rodeo is the marketplace people are still going to buy a Four Sigma horse and then can got the proverb okay trong đi tha Six Sigma nó cái chu chỉ bán tràn Six Sigma project must focus on quality problemor gap between the current and desired performance.
not have a clearly understood problem. The solution should not predetermine and an optimal solution should not be apparent. Chúng Six Sigma nâng về focus khăn lưu bánh hạ đi nâng là cư vị ba là phai pra 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 pra. Ok, phải nhưng mơ đi à pi đi. Lại đi trang đi chứ bằng hai anh pi process nâng trong project management nâng Six Sigma. Nhưng mà pra compare đi, thì khơi nhiệt. À khăn đấy cư process group. Cái này cũng sigma state. Nhưng khi initiating process này, này output viết, trở khi cho mỗi nâng này, define phase of six sigma này, nó không define nhé. Đầu tiên, anh ấy cứ planning process này, cứ organizing and preparing nâng six sigma. Anh ấy, cứ planning đi khi nè, plan bao nhiêu, predefine nè, và hay để không bỏ sai nè, anh đi carry out of the work nè, measurement nè, cứ analyze đi, hay nâng improve, cứ được không nè, analyze đi, anh improve nè, còn những cái chấm á, bia D mà x, D âm A, D stand for define, âm measurement, A analyze đi mà I stand for improvement, I see control. Nó thì chẳng mất, và đi mà ít. Trong cái đó, cứ closing, cứ control phép of sigma, này, close, closing process. Chẳng với bạn output mà riêng thì chẳng mà. Nó như những ai compare với chẳng. Chẳng những mơ đối với bạn hai mấy cái Six Sigma project nó cứ use project management đối với mình đó nhưng việc prapran đó Six Sigma project use project management nó cứ the training of Six Sigma rồi miền many project management concept tool and technique thì họ Six Sigma project often use business case nên trong project những cái dùng miền đó nó pre initiating những cái bạn này thay những cái case study những cái business case này ai dùng việc prap project chapter schedule budget and so on đối với mình đó. Năm. Six Sigma project done in term the project manager is often called the team leader. The trong Sigma ha team leader, the trong project management ha project manager. Ai nâng sponsor project ha sponsor, the trong Six Sigma ke ha champion. Nè, the terminology của việc viết tí tí tí. Hay đi cứ dùng dây pi Six Sigma đi Six Sigma project đi cứ chia project đã focus on supporting the Six Sigma philosophy cái đó philosophy focus customer focus nâng striving to drive out best price level of quality and improve financial performance bạn đã cắt bớt thôi chấm này bên improve quality nè phải nâng performance of breakthrough level nâng group level tầng off group level of percent and Six Sigma. Ok fine dừng mơ Six Sigma and statistics mình Six Sigma nâng project and Six Sigma statistics nhưng khơi nhà Six Sigma Sigma tôi nâng Sigma nâng cứ nhưng khơi Sigma miền rupee Sigma mối đôi trở lên dừng đi đi lên lấy cầm muối chơi liên lấy cầm muối đó anh nó cứ sigma small sigma hay là sigma thống cứ sum được nghĩa chạm ấy nó sigma thống cứ sum sum up đó thọt bột á cái là đạt việt trà hay việt trà nữa sigma tôi hay sigma tôi nhưng không start tới nhưng tàng biết cứ standard deviation hay nhưng đang hay standard deviation nó cứ sinh lập for when bấm ra bấm rule thề nên là anh mua hay dự khởi sigma six sigma tôi những cứ cái tàng ở standard deviation mà nâng rứa cà rê này vào giống nâng vào giống cứ dây bị cầm liệt tăng cà rê bảo vi ở nâng vào giống đặc biệt đầm bay ở cầm liệt về thông tế cái lượng cái kẹt này rứa cà rê hay là standard deviation bảo vi
chẳng anh ấy small standard này standard deviation nó miền này thả the data cluster rank bảo hiểm nó closely around the middle of the distribution and there are a little variable on the data when we get clean chẳng Six Sigma project try to no more than 6.4 defect per million opportunity mà này thả Six Sigma nó việc chi nhiệm cắt một thôi là bánh hà ở nơi cầm đất tiếp và đây là không là tập hòa mà liên nó ngồi cả miền bánh hà ở cả miền mình ở được bị bay cái biệt buồn này đang chấm á và nhưng mơ xa xe cái nhân vô cho là thì họ Six Sigma apply lên normal distribution này hay nâng standard deviation này anh ấy mỗi nâng min chứ tôi tới là standard deviation bởi sân uniform này normal distribution nó mỗi mà mùi cái này nó chạm tốc của nó bởi standard deviation anh đây normal normal anh ấy uniform nè uniform distribution normal distribution cho anh ấy giờ mà giờ khơi nhà đi sigma mùi sigma và nó bỏ đi việc pi cho anh ấy học tập bằng bài đó pi anh ấy pi bộ pi này buồn đi viên viên là đo cả pram cái pram đó trong cõi này cái cũng muốn biết phần đó anh em chẳng nói xích xích mà bơi cũng thường chẳng chỉ khơi anh đi khơi anh đi specification rank này bị môi bị bay buồn pram bầm bùi này ba dương do anh đi rank về môi này học tầm bay về bay phần lắm như khơi khi nào bạn liên đó anh ấy cứ chỉ bị liên sâu bầm bùn bờ defect billion nhưng khơi bờ dương kẹt là nia nó cứ nhưng khơi như nia anh ấy vì person of population việt phiên rèn nắng anh ấy vì defect bia khả năng mạnh liền nắng bờ dương do mà nấy defect bia error bên ấy cứ miên mãn anh ấy true bờ bia anh ấy cứ miên mà phải bằng bay chứ bia học bằng bay bia chết bằng pal cho nên đọc về anh ấy vì error bên là sao mãn toàn mà phải mua vậy mà sam sắp mùi thuốc bia something nhưng ai kẹt nia bữa bán cho mình cũng kẹt nia khơi như này ở đây sao đường thì thế mọi người đang cái lão nick mỗi anh mới từ học nia nick cái lão nick bia những gì mà bị liệt nữa tên viết số 9 1 7 9 số 9 là nó ngay chẳng bao nhiêu rau mơ là cái lão tìm mùi đi 1 sigma đi viết song kháng bốc với phí chẳng nói sao lý ở đây kết chứ phía rơi ở đây ná anh đi phía rơi phần sân thay viết nè phần sân thay ở population viết tin rèn nên cứ học tập phần bấy chẳng lọt nắng chẳng error đi viết display error đi viết sao mãn bạn đây thả smart anh đi cũng nắng con đang error với mạng error với anh ấy cứ mà rồi họ ai học tập mấy biên phẩy bờ kia rồi chạy làm rồi anh đang kia rồi địa cái đấy chẳng khơi anh ấy địa khơi được khi đấy khơi nhé chẳng có khi bây giờ đọc bờ quả này mà rồi phía rồi nhưng cũng đọc lại đi khơi lại đi đúng một môn đi cũng đó đi đi khơi đúng một môn cũng đó đấy mà rồi phía rồi đó này cháu là dùng chạy mà rồi bạn này thêm rồi phía rồi xa đi tuồng biến nó cũng chạy nhưng tất bằng chạy mà rồi phía rồi dưới lớp bản năng chẳng ai phút biết khơi chẳng đôi khi này chắc là cáo đi kia mà nắng mà là nắng à nắng data với nó quân nắng mà rồi nắng bỏ áo ấy cao sập trám trượt xài trám nó nghe rớt đó chạy ở mà rồi chẳng chạy tới khơi này hết sai tới trăm buồn rồi này hoặc là khi mình tích ấy nữa sau đấy về mình vừa mình cắt tuồng tập năng nghe này nè đi cao sẽ trăm cho sai trăm con chạy mà rồi không hiện tích tôi ở đây hãy đọc phiền đi tích bay đi cái thầm buồn cho chất bay chẳng như nạ mà nó con nắng tám chọi sai trăm, nè càng buôn cho trận bảy, đo rồi đo
đó vua mà rồi phía rồi mà rồi đi về mà số mà rồi giúp học sinh thầy viên mà rồi đó đi cài một bốn cho chặt bay chạy ở mà rồi cái phía rồi nè khởi nhé khởi billion per sản per billion số một bốn này đi billion này nè to này mơ lại nè vô nè trong đại này mơ khởi số một bốn đặt tuồng cho tới khởi số một bốn vậy nãy vừa lấy phần simple hay bây giờ nhưng mưa to tiết coi khơi nhà này anh ấy à cào đi càng là tàu 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 này bây giờ mưa à ti ti pram cái file sigma này cứ mà liên nắng quân nắng họ ấy cái vùng bốn cho cái vùng bốn bay chạy ở mười rồi, đi, cái đấy cái hàm phần đi, cho mình đi cái hàm phần tịch này, bấm buôn buôn đòn, xài bầy, rồi, cái pram rồi chật, nó cái hàm phần liền rồi đó cái vùng bốn thải tình đi bạc sôn mùi cái khứ chất sắp ra bỏ chất ra bỏ chất này nâng hay bỏ trong cáo đi ở trong cáo đi do mà liền nắng nắng với đồ áo ấy cái vùng muốn cho cái vùng muốn mùi đòn cái bầy cái chạy ở mà rồi pin pin xí nhớ vào nắng này thằng học nên á nên cũng cho kẻ này khơi chẳng lập phòng nữa hay dừng khơi nhận đăng hái dừng to tiệt chẳng dừng khơi nhận đi đào phê xích xích má you for convention conversion table đấy cũng việc bỏ table lắm cứ nè prapra normal curve mà nhấn hay is a process is at six sigma there would be no more than two defective per billion cái khơi lơ mà nhấn đấy hay six sigma prapra score system that account for time, the failure, and important factor in the determining process. Variation triple, like the property of GLNI, here, Paul, like Paul, acceptable. And it represents the number of units handled correctly through the process step. The defect, can I get the defect? Any instance where the product or service fail to meet customer requirement become more product or service have multiple customer and requirement so there can be several opportunity to have a defect the whole company trying to reduce error and their bill they could be serve error and misspell name blah 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 mà nó sẽ error nó cần six sigma protect cho những cái lát phó dựng bộ nó tạm mà nó dựng khơi nhiệt chẳng dừng khơi đi nữa anh đi anh đi xích xích má đi per million đi cái thì per million à chẳng là dưới lấy sao sầm bùi chẳng error với má đi cầm bùn à error với một phải anh đi học học sầm bùn anh đi học sầm bùn error chẳng một per million dừng ai bơm lại nên gù bơm hai anh bơm khơi nhưng ọt đi nhưng bơm lại nít trong lúc anh đi cháo bơm lại nít trong data đi trong em sẽ xem 1 million data với mỗi tí 7 mỗi đi mỗi khi nhỏ khả nế bởi mình vô xu nữa bởi đi xa stick bởi xịt mà đi mà liên đó nè mưa nơi cả lão tìm mùi nữa đi bia anh đi xam xa mùi phía rối cho nhầm đọc bia tránh nhầm coi kẹn đi ai khơi nhỉ đi ạ rơ nè chẳng trong đạn nhà mà được niềm mình chẳng tới đã đi xa xa môi phía rồi
chẳng một phần anh phản ứng anh đang côn nắng nè côn nắng mà rồi phía rồi bọn anh sẽ mà rồi phía rồi độ sám sập mũi phía rồi chẳng sẽ phía rồi vào đảo chẳng khơi nạt pho trong cái nè khơi những cái học sập muốn rồi học sập nè khơi nở ở vua là nắng mát gặp chuyện nè trên nè nó cũng đã khơi sừng cát trái đã khơi đi một bộ đội cả sập đối khi chứ anh đi anh mà đang côn đang tới côn đang rồi kia rồi đồ áo với mán học sầm buồn này học sầm buồn buồn chơi pi kia rồi đấy chẳng khi đấy riêng này bay rồi bay vậy ai đó nó tiết tới là tiết pi nó cứ smart nó nắng mà liên đặt ta nắng quân áo ấy rồi phía rồi đo áo ấy cao sập bay chật bay phía rồi nè cứ như học bal anh đi học thì mình tới cho tôi vậy đấy học như tôi đoàn đi smart opportunity bao biết cái này mà liên quân nắng rồi phía rồi đo áo ấy cao sập buồn cái sự buồn chết buồn rồi tôi vừa mui đi khán đấy không nên tôi chui ở đấy để kẹn nén đấy viên viên ở đây lại nằm mui của mình sẽ là đọ môn côn môn tam tháo vậy đang việc đọ chẳng việc không đi tôi chui ở đây với tôi chui cho nó hay nhưng mưa ở trong cầu đi nè là khu vực hai những loại này anh mới là bây giờ khơi được ó xịt xịt mà đi nhưng mà pram à phải xịt mà đi mà đang mà liên đang giải côn nắng mà rồi phía rồi đo áo ấy cái số bốn cho cái của pal phía rồi bay rồi anh ấy cứ phía rồi sam không đi tính tui nhé đòm à của mũi phía rồi đi mà nắng mà liền nắng côn nắng rồi phía rồi đỏ nắng cái số bốn cho cái số bốn cái của bốn bay đón học số bốn phía rồi nè mà bay bay về buôn thì tôi nhé bay về buôn như dương đã sai dương dập tuôn phí á chẳng bao giờ ở việt nam bên tôi kia trong cõi khơi nhà nè anh đi ô hai khơi anh em bay về buôn nè khơi nấy đó nè vô lớp anh nắng bạn nắng à ở quần chẳng dương to tiệt dương mưa đi nè chẳng xịt đỏ nai xịt mà đi vì ai vốn bị liên được bọn này ai quần đất khơi được nhiều chẳng nè đó nái nhá và to tiệt đây anh đang viên bón viên biên bánh hai tầm mũi chứ không mà million opportunity chẳng hay là không telecom anh đang cứ apply telecom đi cái này bọn này giờ một cuốn nó khơi như này nó mũi nó cuốn cao số bốn cho cao số bốn cao số bốn phía rồi nó thì ai kèn đi nó khơi mũi bánh hai nó không mà liền nó chẳng bảo bọn này kết ta ta mà chăn nắm bay đâu sáu tám hai miền bảo màn rồi con nó error viết phải là tham số con ấy chẳng total viết error dạng chơi nó sao cho tụi con như chẳng hết bán telecom mình gì đảo đi system gì nó ở dưới chẳng đó chẳng đi người là khoa thí have been stated nè target nè goal number viên nâng ba chẳng à nâng nâng six nine a nâng nine a còn viên nâng cái quality measure bảo viên ok chẳng là six six má vì biết Paul về chẳng tiếp những gì bị testing testing này dựng đăng hay một đi IT professional thing nhá testing stage it come near the end of IT product development dựng khơi nhá dựng testing trong cái đó và đây dựng coding về từng phase mùi mùi nữa hay testing should be done during almost every phase of IT product đăng đặt trong ngành software engineering ai ta thay ở tay miền unit tay miền integration tay miền system tay miền alpha tay miền beta tay miền acceptance tay dựng đăng hay ở đó mình cùng mình việc gặp trả lời đã dừng mưa đi testing đi dừng khơi nhờ ha in the software development life cycle DLM development life cycle
dương khơi tầm nạc ca mùi mùi dương khơi project dương mì mà ta software development dương dương khám áp mà initiate project mà dương mơ feasibility study nè project nè project planning rồi có dương ai miên là detail requirement ấy dương thân dương tình với những product selection ấy lạng lạng build rồi có ấy rồi có dương thuê thuê dương mòn đi máu tìm phốt dương chạp đá mà đìm lọc mà điện chẳng để khăn hoa unit design ý dương code bị hóa dương tệ tới tôi lọc chọc tâm trạng ở tầng còn mà tiết dương on nâng châu phía hóa dương bàn dương mơ à unit design như muốn mà chia integration test tốt máu system test cái này tốt máu acceptance test được alpha beta test nó implement lại nâng lại nó cứ testing như này nhưng nó khởi nhé không software engineering bao giờ đấy bạn là chỉ tư tư nó không quality mà nó chỉ bắn cái đi không bắn về up crop về nó ngon testing bắn nó về mình tiên mình on được cái nào vài system bị ai trả được tiền chẳng dừng mơ step tiếp cái đi không bắn dừng như này testing alone is not enough chẳng hôm hôm sau đấy có đi không bắn à testing muốn nó cứ up crop thì chẳng cứ ao dừng mơ đi does not sufficient prevent software take because ở group thì là hai thằng câu chuyện lớn complex, nè, còn panpaman mới tha, hầu như là comment sau buôn ram của mùi line để dùng mà ai chạy còn đây, có thousand line như này, of code nè, the number of ways to test complex system is huge home, chẳng còn recommend ở test nó cứ nè đây nhà ham sấy có sự chế tha, nè đây prapra nó, software developer nó cứ phải kết làm bính the software development process to why no potential defect ធានាថាsoftware ដែលយកទៅប្រើប្រាស់នឹងវាអត់មានបញ្ហាព្រោះធម្មតាពេល software ខ្លះបងណាបងឯង guarantee តើឲ្យប្រើធានាមួយខែពីរខែអត់គ្រប់ទេអញ្ចឹងហើយបើគេគិតថា requirement គេអាណាមួយអាណា frequently use អាណាមួយ rarely useចឹងគេមិនឲ្យ cover ទាំងអស់អាហ្នឹងបានដឹងថាវា error មិន error ចឹងការខ្លះដាក់ទៅ software ខ្លះខ្លះឆ្នាំមិនទាន់ប្រើម្ដងផងចឹងបើ guarantee តែ3ខែតែ6ខែមិនខូចការបាត់តែយកទៅពេលចំមួយឆ្នាំឯងបានប្រើម្ដងអីណា feature ខ្លះដាក់មក error ប្រោនហ្នឹងនៃវាចឹងណាចឹងគឺយើងត្រូវប្រយ័ត្នយ៉ាងហ្នឹងអានេះយើងមើលកន្លែងនេះយើងនិយាយពី modern quality យើងអានេះយើងដល់នេះ modern quality managementយើងប៉ុណ្ណឹងសិនត្រឹម slide 58ណា slide 58ទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូរំលឹកបន្តិចថ្ងៃមុនលោកគ្រូចែកអានេះឲ្យនឹងសុំឲ្យក្មួយៗយកទៅធ្វើហើយទៅចែកឆ្ងល់សួរណាម៉ោងក្រោយឆ្ងល់យើងបញ្ចប់ម៉ោងក្រោយយើងបញ្ចប់មេរៀននឹងហើយបើមានឆ្ងល់អីសួរខ្ញុំម៉ោងក្រោយតើបានទាំងអស់គ្នាណាចាំខ្ញុំថ្ងៃមួយខ្ញុំអាចឲ្យបងឯងធ្វើលំហាត់កិច្ចការមួយលំហាត់តកតងនឹងពួកទឹកក្រោយថ្ងៃគៀមើលថ្ងៃគៀយើងរៀនឲ្យចប់មេរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃមួយខ្ញុំអាចដាក់លំហាត់ឲ្យបងឯងធ្វើដោយសារកិច្ចការយើងក៏ធ្វើលើមុនហ្នឹងយើងមិនសឹកបានបន្ទុកល្អអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើមកយើងអាចប៉ះបើជាមួយ midterm តែមើលអ្នកណាដែលគាត់បើគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់របស់ហ្នឹងឲ្យធ្វើហើយខ្ញុំអាចដាក់បំផាត់ហ្នឹងកែនាយអាយប្រហែលគ្នាឲ្យធ្វើទៀតអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យធ្វើឲ្យបានម៉ត់ចត់អញ្ចឹងនាំនាងអង្គុយធ្វើឲ្យស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាណាបាទគ្រូបាទប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំគូរំលឹកឲ្យអូខេអញ្ចឹងឯហ្នឹងយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាក្មួយអរគុណច្រើនខ្ញុំអាចចេញបានអាចចេញបានខ្ញុំ